Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. À, hôm nay là một cái điều rất là đặc biệt. Muốn gửi cho em là hôm nay số này không có khách mời. Ủa? Tại vì anh cảm thấy là lâu rồi hai chúng ta không có thời gian để nói chuyện với nhau. Nhưng mà hơi buồn không? Tại vì hôm nay em cũng nhìn ngọt ngào quá nè. Em cũng dễ thương hả? Cũng ngọt ngào hả? Rất là chân diện ha, như là một bông hoa. Thì có một khách mời nam. Tất nhiên. Được. Được hả? Được. Người này xuất thân là một dancer. Hồi xưa em cũng là dancer. Người này gắn liền với một danh xưng, đó là Quý Ông. Quý Ông hả? Quý Ông gì thì tôi không nói, tại vì tôi nói là biết liền, đúng không? Vậy là đẹp trai lắm nè. Quý Ông thì đẹp trai mà cũng hay thả thính kiểu vậy. Ok. Em đoán được chưa? Em có biết sơ sơ rồi đó, nhưng mà không biết đúng hay không thôi. Tiếp đi, cho em thêm một cái hint nữa đi. Hint hả? Ra cũng hơi có tuổi. 8X rồi đó. Có tuổi là sao? Gì vậy? Trời ơi, đi Quý Ông Trần Anh Huy. Người ta đẹp trai ngời ngời như kiểu có tuổi. Anh già lắm hả Khánh? Anh già lắm hả Khánh? Em mới giới thiệu gì? 8X hả? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ủa chứ anh như thế nào anh có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết được không? Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Ngày hôm nay Huy 9X. Huy 9X. Huy 9X. Huy 9X. Chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. Chính ít. Vô, chính ít thì đúng rồi. Tại vì anh cũng hoạt động trong nghề. Anh đã 30 rồi. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời. Mà sao trái tim vẫn còn một mình trơn vơi. Hôm nay em muốn cho anh thử trải nghiệm ăn một cái quán ăn vào cái dịp lễ cuối tuần. Nó đông đúc và mọi người có thể nghe cái âm thanh hiện trường ở dưới là chúng ta đang có rất là nhiều khách. Hồi nãy anh đi vô mà anh chen không được luôn á. Đúng, có rất là nhiều khách. Quán đông quá, nhà đông. Và mặc dù là chúng tôi đã set một cái phòng riêng rồi nhưng mà âm thanh nó vượt, nó xuyên vô cái phòng mình. Đem đồ ăn lên đi, mình nói chuyện. Đem vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa ăn vừa nói chuyện với vô luôn mọi người. Lên món. Mình dùng cửa nha. Khoan. Sao? Bình thường là khách mời ngồi ở giữa mà ta. Tại vì em cũng muốn ngồi kế Quý Ông á. Tại vì em cũng ngồi kế Quý Ông á. Đổ quá ha, mặc vui quá. Thôi qua đổ đi. Rồi. Rồi, đổ qua. Anh Huy thật ra là chuyên môn của anh cũng là MC đó. Anh có thể nào diễn chương trình của em dắt dân vô món được không? Thay vì là em đã nói. Xin giới thiệu đến tất cả quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những món ăn mà Huy sẽ đãi cho hai vị khách. Đó chính là Ru Lu và Quốc Khánh. Món ăn đầu tiên đó chính là con hải sâm. Đúng, hải sâm. Wow, hải sâm mà dồn ở bên trên này đỏ đỏ là cái gì? Tôm. Tôm. Hải sâm dồn tôm kỹ tử vàng thực phẩm. Trời, món gì dài quá vậy? Cái này anh đọc nguyên liệu chứ nó đọc tên đâu. À, vậy là cái tên của nó là cái gì? Bách Hoa Hải Sâm. À, thôi thì mình ăn cái món này trước đi. Anh là khách mời mà đúng không? Em ăn cho tặng anh cái lá cờ. Không nha, khoan nha, anh cảm ơn em. Sao vậy? Anh phải gấp cho bé này trước. Lady first. Lady first. Rồi anh gấp cái con này, anh thấy cái con này bự hơn. Em gấp cho anh cái con nhỏ đi, em gấp cái con bự phải không? Không có tính toán là bao nhiêu ha. Đàn ông hơn thua nha mấy cái đó đó. Nè Khánh. Cảm ơn anh. Của em đó. Em nghĩ mọi người nên thử ăn full để cảm nhận hết hương vị của nó. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ để vậy luôn. Đúng rồi, thử nha, thử không có chấm nha. Wow. Em có thấy cái độ sực của cái con hải sâm không? Nó làm cho mình rung 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 cái cổ họng không? Đúng.
sực sực là một chuyện, hải sâm tất nhiên phải sực rồi. Nhưng mà cái sự kết hợp giữa hải sâm với tôm là lần đầu tiên em ăn. Lần đầu tiên anh cũng ăn luôn. Thật ra thì món này quen thuộc với em. Ăn thì kiểu như là sẽ có một cái vị nhẹ nhàng thôi, chứ nó không quá là đậm vị á. Thì mà nó sẽ có cái độ giòn sực của hải sâm. Còn tôm thì nó sẽ là ngọt, vẫn ngọt. Cái sốt này thì em thấy là vừa. Nhưng mà mọi người muốn thêm thì mọi người có thể chấm thêm xì dầu. Hồi nãy anh tính là ăn thử một miếng đầu để cho nó thử hương vị. Xong rồi cái sau anh mới chấm xì dầu mà anh quên là anh chỉ có một miếng thôi. Cơ hội rồi em. Không, anh nghĩ là mình để bụng để mình thưởng thức những cái món khác nữa. Mình ăn no cái món này rồi những cái món khác mình ăn không được. Ở đây mình có rất là nhiều món. Hôm nay đúng là Khánh với lại Rulu đãi cho anh cái món. Anh nhìn thấy không là anh thấy là kiểu như là nó kiểu giống như là cao sang á. Mà đây cái món này là món gì Rulu? Dạ, ở dưới là xíu mại, ở trên là bào ngư, thì là gọi là xíu mại bào ngư. Mình thử đi. À thử luôn hả? Thử luôn, thử luôn. Bình thường thì mình ăn xíu mại nhiều rồi. Mà bữa nay lần đầu tiên ăn xíu mại với lại bào ngư. Bào ngư. Anh nghĩ là mình phải có một cái món một chút xíu nước tương rồi, tại cái món người Hoa. Em nghĩ là trong ít sa tế nha. Sa tế này cũng khá thơm. Em nghĩ đó. Là mọi người nên lấy ra cho nước tương thì cho vô xíu mại thôi nha. Tại vì ở trên này sẽ có một cái lớp dầu hào sốt ở trên á. Thế nên là để lên nữa thì mình sẽ bị mất vị á. Quý vị có thể nhìn thấy được là con bào ngư này nó rất là dễ thương nha mọi người. Ở bên trong nó có một cái sốt dầu hào hả em? Dạ. Sốt dầu hào nhìn rất là bóng bẩy, thơm nữa mọi người. Với những người đàn ông có thể ăn cay thì mình có thể cho một tí sa tế vào nước tương. Wow, anh ăn cay dữ. Không, cái này nó không cay lắm đâu. Rồi đi ăn dim sum ăn với cái tâm chuyên nghiệp. Cái cục xíu mại này nó lạ nha. Ở bên trong nó không phải là thịt không đâu. Với khẩu vị của em á thì em thấy là cái bào ngư sẽ tăng gia vị thêm cho cái món này, với lại tăng giá trị cho cái món này. Đúng. Đây, giá trị. Tại vì cái xíu mại tôm á ăn vô cảm giác là nhân đầy ụ luôn. Còn cái bào ngư á chỉ là một cái điểm xuyến nhẹ cho cái món này thôi. Anh đặc biệt thích cái món bào ngư đó, kiểu mà nó ăn vô mà nó có cái dầu hào á, nó trơn á, thì nó làm cho mình kiểu giống như khi mà mình nuốt vô á, nó sẽ mượt, nó mượt hơn, giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy á, làm cái uống vô nó không, nhưng mà ngon. Anh công nhận sao mình ăn á, cái quán này, quán ăn của em tên là quán ăn hạnh phúc luôn, thì cái điều mà làm cho mình hạnh phúc khi ăn á là mình không có bị mập. Sao anh nghĩ là những món ăn vừa rồi không mập? Hả? Tại sao? Tại vì á, nếu như mà mình ăn á mà mình cảm thấy bị kiểu như áp lực á, là mình ăn xong rồi mình sợ mập phải không? Nhưng mình đừng có sợ, mình ăn mà mình hạnh phúc á thì cái cơ thể mình nó sẽ không bị mập. Ăn tiếp đi, ăn tiếp cái đó đó. Cái đó em cũng thấy nãy giờ là có một cái gì đó nó lạ lạ, ví dụ như là cái này xanh xanh thì nhìn từ xa là tưởng wasabi, nhưng mà nhìn kỹ lại là măng tây. Măng tây. Đúng không? À, cái đọt măng tây. Rồi ok. Ở trên có một tí vàng nữa. Món này thì hơi đặc biệt. Cho nên là em muốn mọi người ăn chậm và thưởng thức. Khoan nha. Là bởi vì ở trên mọi người sẽ thấy là sẽ còn có vi cá, hát gạo vi cá. Mọi người có thể nhìn thấy được cái vi cá không mọi người? Nó rất là nhỏ. Nhưng mà mọi người biết là rất nhỏ vậy để cho nó phù hợp với cái món ăn này. Rồi xin mời mọi người nha. Mời mọi người. Thật lời. Thật lời. Đúng là nhà hàng này đặc biệt thiệt. Ngày trước giờ mình chỉ ăn những cái món điểm sâm bình thường cơ bản thôi, kiểu như là há cảo tôm, xíu mại, bánh hẹ, bánh môn. Đúng rồi. Nhưng mà còn mà để ăn xíu mại, bào ngư hay là há cảo vi cá thì thật sự đây cũng là lần đầu tiên em trải nghiệm. Mình rồi, tiếp tục đó là gì? Hồi nãy nói đúng không? Đậu hũ hoàng kim. Đúng, đậu hũ hoàng kim. Cái món này xà đậu hũ mà có trứng muối rồi, nhưng mà cái vị như thế nào thì chúng ta phải thử. Rồi mời mọi người. Để anh thử coi nó có vị trứng muối không. Gì? Bí ẩn. Nó không đơn thuần là một miếng đậu hũ nữa.
nó không còn đơn thuần là một miếng đậu hũ nữa mọi người ạ. Ăn miếng nữa nói. Miếng nữa. Trời ơi, phải vét cái này nè. Cho tôi nói trước. Cái đậu hũ này á, nó tiến hóa nha mọi người. Mình bỏ vô miệng mình nghĩ là món mặn, nhưng mà mình ăn thấp thoáng nào đó có cái vị ngọt. Nó tí tía nhẹ, ngọt nha. Ngọt liếm nha. Và cái tia ngọt liếm nhỏ thôi. Nó bắn trong cái vòm miệng mình. Miếng thứ ba rồi. Là đủ giòn, không quá giòn. Giòn vừa đủ cho mình có cái cảm giác nó xốp xốp, cắn như một cái bùng vị luôn. Cái này ăn không, ăn với cơm, ăn với mì, gì cũng được. Hay quá Khánh ơi, biết sao không? Mọi người nghe cái trứng muối, tưởng nó mặn đúng không? Rất là vừa ăn. Mình đã từng ăn rất là nhiều những cái món nó có thể kết hợp với trứng muối, như là ốc hương xào trứng muối. Rồi cái gì? Tôm. Da cá hồi xào trứng muối, gan với trứng muối. Tôm hoàng kim. Nhưng không có cái món nào qua cái món này, đơn giản thôi nhưng mà xuất sắc. Nãy giờ em ăn thì em khá là tức. Nãy giờ mọi người thấy em ăn cái sốt trứng muối rất là nhiều không? Tại sao tức? Tại vì anh chủ biết là bình thường em phân biệt nguyên liệu rất là tốt đúng không? Nhưng mà mọi người thử ăn cái sốt trứng muối không á, nó sẽ có một cái độ giòn rột. Nhưng mà nãy giờ em cứ vẫn phải suy nghĩ là cái độ giòn này từ đâu ra. Tại vì nó không phải từ trứng muối. Có cảm nhận được không? Muối, từ muối không? Nếu như mà là muối không thì nó sẽ rất là mặn. Đường, viên đường. Tại vì ở đâu có cái vị ngọt nó bắn nha. Em tức quá. Em tức ngồi hết cái em tức mà hồi hết luôn cái gì. Cứ dùng hết thoải mái. Không, luôn nói Khánh cũng vậy. Đúng không? Có cái gì đó rất là vui miệng. Nó ngọt. Cái vị nó ngọt nào? Khoan, anh nghĩ đó chỉ là bột thôi bé. Anh nghĩ là cái bột chiên giòn của cái đậu hũ á. Cũng có thể. Theo như anh phân tích á thì cái đậu hũ này mình chiên, nhưng mà mình có áo qua một tí về cái lớp bột ngoài cái đậu hũ nữa cho nó giòn. Xong đó sau đó mình để cái sốt vô, đảo với cái sốt nên nó bám vào. Tức quá. Tí xuống hỏi đầu bếp. Nhưng mà bây giờ ăn rồi thì mọi người nhớ là hãy thử nước ở đây. Nãy giờ em thấy uống quá trời luôn. Thanh ngọt nhẹ, nó có kỹ tử với lại tàu vô. Đây là cái nước em nghĩ là em sẽ uống rất là nhiều và rất thích hợp cho bữa ăn. Tại vì em sợ mà ăn mà phải uống nước quá ngọt á, mình bị đầy bụng rồi mình nhiều đường hết đó. Uống cái này thì em thấy là mọi thứ nó dịu lại, không có bị mất cái vị giác để mình có thể thử những cái món khác. Còn của anh Huy em đoán nha, đặc biệt lắm. Em thấy gì không? Xăm rồi. Xăm nước nhãn nhục cái gì đó, cái tên người ta rất là hay luôn. Xăm nhãn nhục hạt chia. Được rồi. Sau khi mình uống xong mình chán cái khoang miệng mình rồi đó, chúng ta nên đấy, món hay. À, tôm càng. Đúng. Sóc muối. Anh nghĩ là mình ăn mỗi người con tôm đi. Bây giờ anh đang phân vân là bây giờ mình ăn là ăn luôn cái vỏ hay là mình tháo cái vỏ ra? Ăn luôn. Anh nghĩ là mình phải ăn luôn. Tại sao? Cái lớp muối á, cái gia vị á, nó thấm vô cái vỏ nhiều hơn là nó thấm cái vô. Em bấu anh dữ vậy, ngon quá hả hay gì? Để anh thử. Không nói lên lời. Tuyệt vời. Anh đang lo á, là cái vỏ tôm nó làm cho mình khó nhai khó nuốt, mà đặc biệt cái vỏ tôm nó làm cho mình mềm, nó có cái độ giòn nữa. Cái này là bánh xếp súp hải sản. Có vị cá nữa nè nha. Ê, nhìn từ trên xuống nhìn nó như một miếng thơm ha. Wow. Cái này là mình hấp thử miếng rồi. Trời ơi. Hải sản tức là bên trong này có gì ta? Sao vị nó thanh quá vậy? Có ai có thể phân tích được là bên trong có gì? Có hải sâm. Hải sâm nè. Tôm, sao đẹp. Sau khi mình ăn nhiều cái món nó có nhiều gia vị á, mình húp lại cái chén này mình thấy nó ổn định lại ha. Nó tráng cái miệng mình lại. Bạn biết để tráng miệng đến chi không? Để chi?
để mình lên món mới. Xin mời mọi người lên món mới giùm tụi em. Không ngờ là ngày hôm nay được em đãi ăn những cái món khai vị rồi bây giờ vô món chính. Dạ, cái này là mình mới vô cái vấn đề chính của chúng ta. Thì ngày hôm nay là có hai cái loại lẩu, gọi là lẩu hai ngăn. Mang hai hương vị khác nhau rất là thơm. Bên đây là cái gì hả? Trợ lý của tôi. Bên là lẩu sa tế với lại một bên là lẩu ba cu tét. Nghe lạ quá vậy? Nghe rất là lạ đúng không? Thì cái này á là một cái loại trà dưỡng sinh của người Malaysia. Và đầu bếp ở nhà hàng á thì là đầu bếp Hoa, cho nên là họ đã chế biến với lại là họ đã nêm nếm cho hợp với lại khẩu vị của mình. Thôi thì bây giờ để em đứng ra em bỏ từng đồ ăn từng ngăn ha. Cái ngăn đầu tiên này là cái này là phô mai viên đúng không? Bên trong là phô mai, còn ở ngoài là chúng ta sẽ bọc một lớp chả cá. Đây em sẽ bỏ bên đây hai viên, bên kia hai viên ha. Rồi. Thì em sẽ cho nấm. Cái nước này chắc là ngọt lắm nè, tại biết sao cái hầm cái xương người ta hầm tiếp ở trong cái nước lẩu. Đúng. Nấm kim châm. Cái này nè. Cái gì đây? À cái này anh hay ăn lắm nè. Nàng út ống tre đây nè. Nàng út ống tre. Hay quá vậy ta. À, đây chính xác người ta gọi là chả tôm ống trúc. Nhưng mà như em chưa có kinh nghiệm ở đây anh làm cho bác. Đâu anh làm sao hay vậy? Tại em phải lật nó lại vậy nè, xong em vuốt nó xuống thì nó mới tròn xuống nè. Lẩu là phải bỏ nhiều vô. Ủa anh chi giống ở đây hả? Hay sao? Đúng rồi, em thấy ở đây có loại viên nữa. À cái này anh biết. Kim sa viên. Kim sa viên tức là bên trong có trứng muối. Đúng. Còn tôm với bầu ngư bỏ vô để làm chi? Nó ngọt nước. Cái lẩu này cũng khá là đặc biệt á, tại vì nó toàn là những cái món món ngon vật lạ. Trời ơi con tôm vậy nè, con tôm mà nó bằng Khánh luôn á Khánh ơi. Dạ, tôm càng. Đó. Rồi. Bao nhiêu Hàn Quốc. Rồi. Bây giờ mình đợi cho nó sôi tí mình nhúng rau vô. Còn chưa. Chưa hết nữa hả? Anh nghe bài dùng lá mê bay chưa? Dùng lá gì mà đen thui vậy? Lá sách. À, lá sách cò. Lá sách. Cái này là ăn khó lấu là xúc tan. Nó dai dai sực. Sực nha. Đó. Là ăn lẩu. À đúng rồi, ăn lẩu có cái này. Lẩu có cái này. Có cái này. Lẩu phải có cái này. Thôi mình lấy là mình ăn nó sực. Rồi. Cuối cùng. Bò. Là bò. Chưa. Lấy mấy nhiêu? Còn nữa nha. Cái gì nữa? Cái gì? Sao? Anh bán bánh kem rồi anh cầm gì đây? Cái này người ta gọi là một cái loại chả cá mà em thấy giống cái bánh kem đúng không? Tại sao? Mình sẽ dắt nó vô. Ủa nhìn đã ha. Thấy không? Là dài bao nhiêu là mình mong muốn hả? Đúng rồi, mình kéo càng dài là mình càng giỏi. Đó, xong lát nó chín rồi cái đầu mình cắt ra mình ăn. Giỏi quá. Càng dài. Tất cả mọi thứ đã xong quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi. Nhưng mà anh cảm thấy là mình sẽ thử ba cu tét. Mình thử một ít nước của nó đi. Mình thử cái vị như thế nào? Mình nếm thử cái nước nè. Đây, em sẽ lấy cho anh. Ăn cái gì mà nó có cái vị thuốc bắc á, mình cảm giác á nó sẽ rất là bổ á. Húp vô nó có cảm giác là nó đã lắm, tuy là cái lẩu nó nóng nhưng mà mình húp những cái nước lẩu có vị thuốc bắc vô, cái vị thanh mát nó có trong cái miệng mình, nó có tê tê. Nhưng mà anh nghĩ em nên thử một cái miếng nước lẩu sa tế để xem là cái hương vị sa tế của quán của em nó như thế nào. Cho miếng tôm luôn á hả? Anh cho em một miếng tôm luôn. Cho mình xin ăn trước thử nha. Rồi mời. Cái này anh cảm nhận nó sẽ giống như cái lẩu Thái, nó hơi cái vị cay cay, đào thử coi. Nó không quá là cay như lẩu Thái nữa. Không cay như lẩu Thái, không cay như tưởng tượng. Nó có một cái chút bụi mùa của chắc có khoai trong đây, khoai. Đúng là hai cái món lẩu này là hai món hương vị rất là, chứ không phải là như những món lẩu chúng ta ăn thường ngày. Là vì nãy giờ chúng ta mới thưởng thức hai cái nước lẩu thôi. Bây giờ mình thưởng thức tiếp những cái món chính ở trong đây. Nãy giờ chắc cũng chín rồi ha. Ăn nóng mình đã quá vậy. Ôi khói. Đàn ông ha, đàn ông phải ăn đồ ăn nóng vậy đó. Còn mọi người này to hơn, mình phải ăn hai lần. Ồ mọi người, cái nước chấm mọi người. Cái nước chấm này nó có phải nói là nó đủ thứ ở trong này hết. Nước chấm ngon. Nó có tỏi nè, có hành nè, có sa tế nè, có nước tương nè, rất là nhiều. Bây giờ cái nước chấm ngon như vậy thì mình phải làm sao ạ? Mình nhúng cái con màu ngư vào. Mình cho nó nhiễu như nè. Rồi mình nhẹ nhàng. Đó là một sự kết hợp giữa tinh hoa. Cho mọi người chứng tỏ được cái sự khéo tay của Huy là mình đã tạo ra được một cái chả cá rất là đặc biệt phải không? Nè, mời em. Dạ, để như đây. Ủa, bỏ vô cái nước luôn hả? Dạ. Bỏ vô luôn.
Rồi, còn cái phần còn lại của anh. Ở bên trong nó có một cái lượng trứng cá hồi. Cho nên là khi mình nhai vào nó sẽ nghe cái tiếng tích tắc. Em thử đi, tiếng nổ á. Mình đoán thử rồi, đây là gì? Mình phải nổ nó ra mọi người. Và cảnh báo luôn là khi mà các bạn ăn cái món này á, mọi người phải cẩn thận. Tại vì nó rất là nóng. Trong này nó nóng. Sướng xa sướng sát, cắn một cái là phỏng miệng như chơi. Nhưng mà mình phải cắn thôi, tại vì mình... Tại vì ở trong nó xì khó lắm nè. Mọi người ơi, nó là kim ha, nóng. Nóng, kim sa nóng à? Kim sa nóng. Trời ơi. Trứng muối nó gần như là để một cái trứng muối, làm đỏ trứng muối vô luôn. Mình chấm một tí cái nước sốt nè, nhúng nó vô, rồi lấy nó lên, để cho nó nhiễu xuống vậy nè. Rồi mình nghiêng cái đầu qua 45 độ và nhẹ nhàng. Rồi, bỏ khoai. Hay quá vậy. Em thích ăn cái này lắm luôn. Cái này như anh nhớ còn lần, gọi là cái gì nữa nè. Lần đầu anh thấy đó nha. Bình thường em thấy kêu là miếng dẹt luôn á. Miếng dẹt. Miếng dẹt. Em nói đúng rồi đó. Miếng đúng không? Miếng dẹt. Nhưng mà nó làm hoàn toàn bằng khoai lang. Khoai lang. Hay quá ha. Với lại là sẽ chỉ mọi người ăn thêm một cái món mới. Tàu là kiên mọi hả? Người sẽ lấy tàu kiên. Xong mọi người sẽ để một miếng bò lên. Hay vậy? Dạ. Thực ra là cái này mình có thể cuộn được á, nhưng mà em sợ nó gãy. Cho nên là mình sẽ chấm xuống đây. Xong rồi một hồi khi mà chín á, mọi người gấp lại, mọi người chấm sốt, mọi người ăn. Wow, cầu kỳ quá. Hay quá. Lần đầu tiên mình biết luôn. Con người bình thường mình ăn á là mình lấy bò mình nhúng rồi cái mình chấm mình ăn thôi. Với lại là một cái mẹo cho mọi người ăn bò ngon á là mọi người sẽ chấm á là mọi người sẽ nhúng lẩu trong vòng 15 cho đến 20 giây. Và nãy giờ các em có đếm chưa? Bình thường em quen rồi, em nhắm được. Còn nếu mà mọi người ăn thịt heo á thì mọi người nhúng 60 giây rồi mọi người ăn. Đảm bảo luôn là mọi người sẽ ăn buffet không bao giờ lỗ. Tại sao mình lại nhúng 60 giây với lại 15 giây? Tại vì khi mà đủ cái số giây đó thì lúc mà ăn á thì nó sẽ vẫn còn giữ được cái độ dai, độ tươi, với lại là ăn nó sẽ giòn giòn sực sực. Còn khi mà mọi người bỏ xuống, mọi người để lâu quá một hồi là nó sẽ bị khô lại á, ăn nó, với lại nó không còn chất nữa. Đúng rồi, nó đỡ ngán hơn. Yeah. Tại vì á, cái độ giòn của cái cà hủ kia nè, nó làm cho mình không có bị ngán. Rồi cái bò á, nó mềm, vừa ăn. Em muốn ăn thử cái khoai lang dẹt nó như thế nào. Đây em nghĩ là được rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ mình ăn cải nha. Tôm hả? Tôm hả? Tôm phải bóc ra nữa hả? Ngon không? Ngon, ăn vui vui miệng. Để lấy à. Nó dẻo dẻo. Cái khoai lang dẹt này nè, em nghĩ em ăn được nhiều á, ăn thay vị khá ngon. Nó dai dai. Mình sẽ thể hiện mình là một người con trai không sợ nóng, bóc cho cô bé ở đây một miếng tôm. Cho em. Cảm ơn anh. Wow. Nào để em thử nha. Thử để coi nha. Giống con tôm bình thường em ăn không? Ngon hơn. Hôm nay anh Huy lột cho em thì cái con tôm này nó ngon gấp 10 lần cái con tôm bình thường em hay ăn. Và theo bức thư bỏ ngỏ của bé Lu thì bé Lu muốn chụp riêng với anh một tấm hình để Lu lại làm kỷ niệm. Anh có thể nào cho bé Lu một tấm hình được không? À bây giờ anh đứng gần Lu phải không? Rồi ok. Đây. Dạ được quá. Đúng rồi, ôm nhau vậy đó, dễ thương. Dễ thương quá, vậy đó. Mà nói mê trai là chửi. Rồi nha. Rất là dễ thương luôn mọi người ạ. Đây là một tấm hình kỷ niệm. Chắc có lẽ là anh đến với Quán Ăn Hạnh Phúc thì anh cũng có những giây phút thoải mái đúng không anh? Nãy giờ anh cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Quán Ăn Hạnh Phúc. Ok, cảm ơn anh. Mong là sau khi kết thúc chương trình, những cái niềm vui, những sự may mắn. Cảm ơn anh đã đến với chương trình và cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ và theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc của tụi em. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn hồi lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Rất cảm ơn nhà hàng Lẩu Hồng Kông Bon Hàn Quốc đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.